Chiều nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến dự chương trình Tết Sum Vầy Xuân Tri Ân tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cùng tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho hay, thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ lớn của cả nước, là đầu mối giao lưu quốc tế. Từ những năm đầu của thời kỳ đổi mới, thành phố Hồ Chí Minh là nơi khởi xướng những phong trào, chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn của địa phương và cả địa bàn, vùng lân cận, vùng sâu, vùng xa. Năm qua, tình hình đất nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Chủ tịch nước nhận định cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã có nhiều cố gắng để giữ mức tăng trưởng ổn định, bảo đảm công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, theo Chủ tịch nước, nhiều công nhân lao động Tết này không có điều kiện về quê, phải ở lại thành phố. Đây là một thiệt thòi. Tuy nhiên, các lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức cùng các quận huyện đã chung tay góp sức chăm lo để ai cũng có niềm vui. Gửi thông điệp cho công nhân người lao động nhân ngày 23 tháng Chạp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc từng người, từng gia đình sẽ sửa sang, dọn dẹp nhà cửa, bỏ đi những điều cũ và tạm quên đi ưu tư trăn trở, đồng thời mở lòng suy nghĩ về những điều tốt đẹp hơn trong tương lai và sẵn sàng cố gắng, nỗ lực và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 với những kỳ vọng tốt đẹp. Tại chương trình, Chủ tịch nước đã trao 500 suất quà cho công nhân người lao động, những hộ gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn Kinh tế Hợp tác xã năm 2024 với chủ đề Hoàn thiện chính sách hỗ trợ của nhà nước, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã trong giai đoạn mới. Đồng chủ trì diễn đàn có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, cơ quan trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế. Kết luận hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực cố gắng và chúc mừng những kết quả đáng ghi nhận mà khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã đã đạt được trong thời gian qua. Đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng ngày càng chủ động của khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã. Biểu dương Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hợp tác xã cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là những cơ quan nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã. Tuy nhiên, những kết quả đạt được vẫn khiêm tốn, chưa tương xứng so với không gian, dư địa phát triển, chủ trương đường lối của Đảng và khung khổ pháp luật. Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu sớm xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn luật hợp tác xã năm 2023. Nghiên cứu hoàn thiện các quy định đối với hoạt động cho vay nội bộ trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, góp phần xóa bỏ tín dụng đen ở nông thôn. Nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ về gói tín dụng dành riêng cho khu vực kinh tế tập thể. Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu những ý kiến xác đáng, sớm hoàn thiện trình ban hành văn bản phù hợp để sau diễn đàn có sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động một cách thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tại Việt Nam. Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì phiên họp trực tuyến toàn quốc lần thứ 7 của ban chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2023, công tác cải cách hành chính đã tạo ra giá trị mới, động lực mới, khí thế mới cho giai đoạn tiếp theo. Nhằm tạo chuyển biến tích cực hơn trong công tác cải cách hành chính năm 2024, các bộ, ngành, các địa phương cần sớm tháo gỡ, khắc phục triệt để các bất cập còn tồn tại trong cải cách hành chính. Tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, đôn đốc theo dõi, đánh giá, thanh tra, kiểm tra, cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm nhiệm vụ đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, chú trọng rà soát, tháo gỡ những rào cản về thể chế, cơ chế để nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, ngành, địa phương, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật để đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập và xã hội hóa dịch vụ công ở các lĩnh vực có đủ điều kiện. Tiếp tục triển khai xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, chuyển đổi số quốc gia theo kế hoạch đã phê duyệt. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm nay tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức gặp mặt báo chí cung cấp thông tin y tế quý 1 năm 2024 và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam.
Năm 2024, ngành y tế vẫn phải đối mặt các thách thức do gánh nặng bệnh tật kép với sự gia tăng tỷ trọng các bệnh không lây nhiễm, tình trạng già hóa dân số, biến đổi khí hậu, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao và đa dạng. Bộ Y tế đã sớm triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý 1 năm 2024, trong đó tăng cường xây dựng và thực thi văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế, tăng cường công tác y tế bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn và trong mùa lễ hội xuân 2024. Đặc biệt chú ý tới công tác giám sát và đáp ứng với dịch bệnh truyền nhiễm, công tác điều trị và công tác an toàn thực phẩm. Tổ chức chuỗi hoạt động truyền thông hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, tôn vinh và khen thưởng các tập thể, cá nhân gương điển hình tiên tiến, nhằm nêu gương, lan tỏa hình ảnh đẹp, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế, đồng thời tiếp tục xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai các hoạt động theo lĩnh vực của ngành trong năm 2024.